Chúng ta của 8 năm sau, Dương đau đớn khi phát hiện bị Tuấn cắm sừng. Hồng Nhan Bạc Phận, một cô gái xinh đẹp, tài năng, mạnh mẽ, nhưng cuộc đời Dương lại đầy những bất công đau khổ. Con đường tình duyên đầy lận đận khi vừa phải sống trong những năm tháng dài với vết sẹo lòng đầy đau đớn với Lâm. Giờ đây, ngay khi Dương vừa mở lòng để đón nhận tình yêu của bác sĩ Tuấn, thì lại thêm một lần nữa cô phát hiện ra Tuấn chỉ đang trêu đùa với tình cảm của mình. Tuấn đã còn yêu một cô gái khác. Dương đau đớn, cô lê từng bước chân vô hồn, lang thang trong vô định giữa cơn mưa tầm tã. Dương đã đổ gục xuống, ngã quỵ sóng xoài xương đường. Mang trái tim băng giá với vết sẹo lòng đằng đẵng suốt 8 năm, từ sau cuộc chia xa với Lâm không một lời từ biệt, Dương cứ nghĩ rằng mình sẽ đủ mạnh mẽ, rắn giỏi để sớm quên đi Lâm. Nhưng không, suốt những năm tháng ấy, không một phút giây nào trái tim cô có thể quên được bóng hình ấm áp ấy. Và để rồi, Dương đã gặp bác sĩ Tuấn trong một lần cô gặp nạn. Tuấn đã ra tay giúp đỡ, chăm sóc tận tình. Để rồi, Tuấn khi thấy Dương xinh đẹp lại có ánh mắt buồn mang mác sâu thẳm. Anh đã luôn quan tâm và tìm mọi cách để được ở gần Dương. Trước những sự ân cần đầy ấm áp, những quan tâm nhẹ nhàng của Tuấn đã sưởi ấm trái tim đầy băng giá của Dương suốt 8 năm qua. Con tim cô đã vui trở lại. Dương đã cố thử mở lòng mình, đón nhận thêm một lần nữa, vừa là trả ơn những sự quan tâm của Tuấn. Và rồi, khi Lâm trở về, gặp lại, tuy khiến cho trái tim Dương đầy thổn thức, nhưng cô vẫn kiên quyết cự tuyệt với những sự quan tâm của anh, bởi giờ đây cô đã có bác sĩ Tuấn ở bên cạnh. Những lần Lâm hẹn hò, những lần Lâm che chở, Dương đều cự tuyệt. Cô không muốn là một kẻ phụ tình trái tim của Tuấn. Tuy nhiên, một điều không ngờ đã đến. Tuấn vốn dĩ không phải là chàng trai ấm áp thật lòng như Dương vẫn thấy. Khi mà Dương vừa từ chối lời tỏ tình của Lâm để quay trở về với Tuấn, thì trước mặt cô là Tuấn đang ôm hôn một cô gái khác đầy say đắm. Dương như không tin vào mắt mình nữa, bao niềm tin hy vọng bấy lâu nay cô đã dành hết cho Tuấn, vậy mà cô không ngờ rằng mình lại bị cắm sừng sau lưng. Dương không ngờ rằng cuộc đời lại quá trớ trêu, bất công với cô đến vậy. Tình duyên của mình thật lận đận, giờ đây cô không biết phải đặt niềm tin vào ai nữa. Trời đổ cơn mưa tầm tã, trong đêm tối, Dương bước đi vô định, không biết đi đâu về đâu. Từng hạt mưa rơi đôm đốt vào mặt cô cay xòe, hòa lẫn với dòng nước mắt mặn chát. Mặt cô tái nhợt, môi cô run lên cầm cập vì lạnh. Dương từ từ đổ gục xuống, trái tim cô đã quá đau đớn. Dương ngã sóng xoài trước cơn mưa nặng hạt trong đêm tối.